Chào các bạn nhé, nghe kênh tiếng Việt. Vừa về cái máy Epson, máy chiếu Epson 485W, Epson EB485WT. Này là máy chiếu siêu gần, chiếu siêu gần. Đây mình để cách cái kệ, mình thấy nó tầm độ khoảng này trước. Là độ 60 cm, 60 cm mình chiếu lên cái tường này. Con này thì nó là độ phân giải của nó theo tiêu chuẩn nó là HD. Tôi xin để HD nhé. Đèn này sử dụng được khoảng tầm 400 giờ, nên quanh 400 giờ. Rất ok. Dùng thì hay bởi vì nó siêu gần, thành ra mình không có phải dùng kệ. Không có phải dùng để xa mà để gần vẫn rất là đẹp. Sẽ trưng phòng khách hay là gì đó. Mình hát được tường, mình chiếu. Đây là mình đang chiếu video 4K trên YouTube này. Lấy điện đây, sáng, thấy không? Sáng trưng. Con này là HD nhé. Con này như là độ tương phản của nó là 3000, mà độ sáng của nó là 3500 lumen. Các bạn tra trên mạng thấy. Epson thì nó màu rất là tươi. Đây, mình sẽ tắt điện đây. Khiển zin. Đây mình đang cho nó qua cái đầu inbox. Màu của Epson cực kỳ tươi. Đây là chỉnh bốn cạnh giống nhau nhé, bốn góc đều nét như nhau. Mặc dù là máy chiếu gần, chỉnh bốn góc đều nét như nhau. Thường thường một số con máy chiếu là hai góc trên này, ví dụ hai góc trên là sẽ không mở từ dưới nó nét, nhưng mà riêng những con này nó chỉnh vẫn ok hết. Đây mình chưa tắt điện rồi, các bạn xem đó, đủ nét. Cái tường nhà mình là tường này mình để nguyên tường này. Mình cho hẳn cái tường chứ mình chẳng có muốn hơi gì đâu. Đây các bạn thấy nó nét đó. Nét hình thật sâu nhá, thật rất sâu. Đây là mình chát chưa chuẩn đấy. Nói chung là mình ngồi xem cái này mình cảm thấy chấp nhận được, ok, hình rất tươi, Epson rất tươi. Đây so với con chi lắc, con này là con chi lắc 760, con này thì cũng độ phân giải thậm chí nó còn hơn con này, thậm chí còn hơn con này. Nó cũng là phân giải HD nhưng mà màu nó không được bằng này. Màu nó không được tươi mà độ ảnh nó không được sâu. Con này nó rất là sâu, tươi mà thật. Màu này là thật, tươi mà rất là thật. Nhưng con chi lắc này nó không bằng. Con này là nét chi lắc thì nó là hãng Trung Quốc lắp. Đèn nét thì nó bền hơn. Con này là đèn công nghệ khác. Rồi, đó. Đây mình sẽ bật cái điện đằng sau cho các bạn xem. Đây, xem đá bóng thì thôi rồi. Vẫn xem ok nhé. Vẫn ok luôn. Không có gì cả, không khác gì tivi. Đó. Cái này nó khoảng tầm độ 80-90 inch. Chắc là khoảng tầm 90 inch, 80 inch. Đây, cả một bức tường này. Đấy, tắt điện xem thì ok luôn. Đây mình sẽ mở cái video khác. Đó. Mình sẽ bỏ cái ấy.
bỏ cái tiếng đi cho nó. Đấy. Nói chung là hình thật nó sâu, sâu hình, món Nhật thì nó sâu hình. Nó không như mấy ông Trung Quốc. Ông Trung Quốc thì nó hình không có không thật, độ hình mình cảnh nó không thật. Nó gam màu hồng. Con này nó gam hơi có vàng. Thằng thật. Nó thật màu màu. Đấy, nó sâu cái lỗi, mặc dù nó là HD nhé, nhưng mà những con Full HD hay là 2K của Nhật thì đúng là dùng sướng. Con này vẫn ok nha, các thứ vẫn rất là ok. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại 0934 337 337. Con này mình bán 7 triệu. Mình là mua về ấy thôi, mua về bán thì mình không phải dân bảo hành, dân dân chuyên chuyên sửa chữa. Mà con này thực ra nó chả hỏng đâu, nó hỏng ngày mai này. Dùng hơn 5 hay 5 thì mức mình dùng nó hỏng cái bóng hình, là cái bóng bóng để mua cái bóng khác. Nhiều tiền thì các bạn mua bóng xịn mấy triệu thì không nhiều các bạn. Không thì các bạn mua cái bóng của Trung Quốc. Với chẳng gì. Xem mấy video. Đó. Nét nha, riêng con này nét các góc đều nét đều luôn, đều nét luôn. Đây, cho chữ này các bạn thấy. Các góc đều đều luôn. Đây mình sẽ mở tí TV. Đây là mình tắt âm thanh đi. Đấy. Nói chung xem TV ok luôn. Kết hợp với cái đầu Android này. Các bạn kết hợp với cái đầu Android. Lỗi 96 này. Bạn cắm thẳng mạng LAN vào, dây LAN vào chạy phăng. Đây mình đang cắm mạng LAN vào, con này của mình nó cũng tầm nó đang download được tầm 80 MB. Upload được độ khoảng 70-80 MB. Chạy phăng. Không có độ trễ. Xem cả tập nó kia thấy ok luôn. Bóng đá. Đó. Ok, con này 7 triệu nhé, bạn nào có nhu cầu liên hệ 0934 337 337. Nếu mà bác nào gần, anh em nào gần Bắc Linh, Bắc Giang qua xem trực tiếp máy. Phải đỡ một cái tivi. Nếu mà nhà nào mà ít dùng, mà dùng phòng khách, mà ít dùng, tức là gọi gì. Hoặc là anh em nào thích xem bóng đá. Bóng đá, phim. Thì mua con này được ngon bổ rẻ, nó đỡ phải con hàng mấy ca, nó tầm mấy chục triệu, 30-40 triệu. Con này có 7 triệu thôi. Dùng. Vài cái chức năng của nó đây thì nó cũng không có gì là cao siêu cả. Các bạn cứ mua về các bạn ơi. Những cái vài nút bấm menu nọ menu kia đây, cái menu rồi đấy, các bạn cứ bấm vào là được. Con này nó hiển thị tiếng Việt nó rất là hay đây. Đấy. Nó hiển thị tiếng Việt, đây chế độ màu hiển thị bằng tiếng Việt, các bạn căn chỉnh nó cũng dễ thôi. Còn độ nét thì các bạn đây, độ nét thì các bạn chỉnh cái focus ở chỗ này, tháo đi thôi. Chỉnh ở đây nó có một cái thanh gỗ, thanh cái này mình tháo các bạn xem này. Chỉnh cái này là độ nét này, có các góc cạnh này. Đấy, hai góc trên các bạn chỉnh kéo này lên kéo này xuống nó chỉnh độ nét. Khi tê thì mình tê nó kê nó tùy theo một góc chỉnh của mình kê nâng lên hạ xuống chéo nghiêng để cân để cho sao được cái màn chiếu này nó vuông
Đấy, bạn nào điều kiện thì mua cái bàn chiếu hoặc là thực ra cái tường này bảo mát tít bạn được, bảo mát tít không bị mà thế là đẹp. Chẳng qua đây tường là mình để mộc thô mà cũng không vấn đề gì cả. Đó, bạn nào có nhu cầu liên hệ 0934 337 337 nhé. 0934 337 337 7 triệu con này. Ưu tiên anh em Bắc Linh Bắc Giang mua cho dễ, qua xem trực tiếp. Rồi, xin chào các bạn.